Xin chào các bạn khán giả yêu quý của Hồ Sơ X. Việt Nam ta là một đất nước yêu hòa bình, sẵn sàng làm bạn với bất cứ quốc gia nào, luôn luôn đặt quan hệ đối tác, hợp tác lên hàng đầu. Điều đó thể hiện qua chính sách quốc phòng 4-0 của chúng ta. Thứ nhất, Việt Nam không tham gia bất cứ một liên minh quân sự nào. Chúng ta nhất quán quan điểm thêm bạn bất thù. Nếu chúng ta tham gia vào một liên minh quân sự thì chắc chắn chúng ta sẽ phải gắn với một bên, san sẻ trách nhiệm về tài chính, nhân lực. Chưa kể đến, chúng ta có thể sẽ phải nhân nhượng một số lợi ích hay hy sinh một phần chủ quyền lãnh thổ quốc gia để đối đầu với một bên khác. Điều này không phải là mong muốn của toàn bộ nhân dân Việt Nam ta. Thứ hai, không liên kết với nước này để chống nước kia. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực hiện nay. Nếu Việt Nam liên minh với bên ngoài, ưu tiên dùng biện pháp quân sự để giải quyết các tranh chấp, bất đồng, thì sẽ khó được các nước khác ủng hộ. Thứ ba, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác. Việt Nam khẳng định rõ ràng với thế giới là không chấp nhận cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, sử dụng một phần lãnh thổ Việt Nam để phát động chiến tranh xâm lược nước thứ ba. Thứ tư, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019 khẳng định Việt Nam chủ trương không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việc bổ sung điểm thứ tư này làm nổi bật bản chất phòng thủ và hòa bình trong chính sách quốc phòng Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam nỗ lực nâng cao năng lực quân sự của mình. Với chính sách 4-0 này, chúng ta đã nâng cao được uy tín của mình trên trường quốc tế và nhận được sự đồng tình ủng hộ từ rất nhiều nước trên thế giới. Đó là góc nhìn của giới chuyên gia. Vậy cư dân mạng các nước ASEAN có cái nhìn như thế nào về chính sách này của chúng ta? Video hôm nay xin mời các bạn cùng tìm hiểu với Hồ Sơ X thông qua bài đăng mới đây của TNN Online, một kênh YouTube nổi tiếng của Thái Lan với tiêu đề Việt Nam thông báo không cho nước ngoài lập căn cứ quân sự, kể cả với Trung Quốc. Phần lớn cư dân mạng Thái Lan xem xong video này đều có chung một cảm nghĩ. Chính sách của Việt Nam là tối ưu trong bối cảnh khu vực hiện nay, khi mà tranh chấp trên biển vẫn diễn ra hàng ngày và nguy cơ bùng phát thành xung đột vũ trang là cực kỳ lớn. Không dài dòng nữa, mời mọi người cùng tìm hiểu chi tiết luôn nhé! Người lãnh đạo khôn ngoan, không can thiệp vào bất kỳ cuộc chiến nào, nhưng thân thiện với đất nước có thị trường lớn nhất thế giới. Việt Nam đã làm đúng, không phe phái, không quốc gia nào được phép đặt căn cứ quân sự. Nhà lãnh đạo Việt Nam tài ba, sáng suốt và rất sáng suốt, hòa bình, hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu cao nhất và quan trọng nhất trên tất cả. Nước nào cũng có điều kiện thích hợp của mình, nhưng tình yêu tốt hơn là ghét, tình bạn tốt hơn sự nghi ngờ. Bốn chính sách rất tốt, nhà lãnh đạo thực sự tuyệt vời. Thái Lan cũng phải tuyên bố như vậy. Thái Lan phải đánh đổi, không coi mình là kẻ thù của bất kỳ ai hay bất kỳ quốc gia nào. Tìm điểm chung giữa điểm khác nhau, một thành ngữ cổ của Trung Quốc dùng cho quốc gia, đó là hòa bình. Việt Nam rõ ràng trong quan điểm chính trị của mình, sức mạnh tốt cho các nhà đầu tư, càng có chiến tranh hai bên càng bất lợi. Bảo vệ đất nước không phải chiến đấu với bất cứ ai được coi là một ý tưởng tốt và ý tưởng đúng đắn. Xin chào toàn thể người dân Việt Nam, tôn trọng tư tưởng lớn của lãnh tụ Việt Nam, yêu đất, yêu nước, yêu không khí, yêu kinh tế, yêu và chân thành với đồng bào. Tuyệt vời thưa các bạn, cảm ơn các bạn. Họ là những người hàng xóm tốt nhất, đừng tin những kẻ man dợ từ xa đến, chúng đến hoàn toàn vì lợi ích của chúng. Việt Nam làm đúng lắm. Người Việt Nam tuyệt vời, không bám chân ai. Xin chào các bạn. Trung lập về chính trị giữa các quốc gia là thích hợp nhất, không là kẻ thù của bất kỳ ai. Chiến tranh là những sự mất mát. Mỹ đã từng cố gắng đến thả bom cho đến khi họ bị tiêu diệt. Đó là một bài học quan trọng, đừng có mau quên như vậy. Quyết định của Việt Nam là chính xác. Vị trí của bạn là trung lập, bạn không theo dân tộc phương Tây, thật tuyệt vời. Bốn chính sách có vẻ tốt hơn nếu không thông báo công khai. Tuyên bố âm ỉ như thế này chẳng khác nào chọn đứng về phía Trung Quốc. Nói đơn giản, nếu bạn là người Mỹ và nghe rõ ràng như thế này, bạn sẽ nghĩ gì? Diễu binh đến đầu tư ư? Mục tiêu thực sự của họ không đơn thuần chỉ là buôn bán. Liệu tất cả nỗ lực có đổ xuống sông hay không? Cá nhân mình thấy đây là sự bất cẩn của Việt Nam vì đã ngang nhiên đóng cửa trước mặt Mỹ. Và mặt khác, đây là một tin tốt cho Thái Lan. Việc đầu tư vào làn sóng tiếp theo của các đồng minh lớn sẽ phải xem xét kỹ lưỡng. Số tiền đó có thể được chia sẻ cho đất nước của chúng ta nếu có đủ thu hút. Chính trị quốc tế và cân bằng trong việc lựa chọn một bên thì Việt Nam vẫn còn kém xa chúng ta. Việt Nam đã có một bài học. Cuộc chiến tranh thống nhất Bắc Nam Việt Nam bắt đầu có hiệu lực trong chính sách đối ngoại. Một mình với quân đội an ninh,
vậy nên cần tập trung vào hòa bình đầu tiên. Việt Nam tuyệt vời, hãy coi người Việt Nam như tiên phong. Tốt hơn, nên thay đổi chiến trường thành một lĩnh vực thương mại. Chúng ta ở châu Á, gần Trung Quốc, gần Lào, cũng nên nghĩ đến tấm lòng của các nước láng giềng. Đừng kéo chiến tranh vào nhà làm tăng thêm bất hòa. Thái Lan, chúng tôi rất đau vì đã để Mỹ lập căn cứ quân sự tấn công láng giềng Việt Nam. Tuyên bố thế này chẳng khác nào sỉ nhục nhiều nước khác. Việt Nam dù không lên án Thái Lan, nhưng Thái Lan phải tự nhận ra điều đó. Bạn đã làm gì với hàng xóm của bạn? Cực kỳ tàn nhẫn. Hãy tưởng tượng bạn nhìn thấy hình ảnh của phi đội B-52 cất cánh từ một sân bay ở Thái Lan đi tấn công nhân dân Việt Nam, những người Mongoloid cùng chủng tộc với chúng ta, làm họ biến mất bởi người da trắng. Như một cảm giác tội lỗi và không khỏi mặc cảm với chính bản thân mình đến hết cuộc đời. Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Pháp lấy Việt Nam làm căn cứ địa để xâm lược các nước láng giềng như Thái Lan, Lào, Khmer từ thời Đại Vương quốc. Và Việt Nam thông cảm với Pháp. Trong chiến tranh lạnh, Việt Nam đại diện cho Liên Xô truyền bá chủ nghĩa cộng sản sang các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Lịch sử là để được nghiên cứu, hãy cùng nhau học tập, bình luận một cái gì đó để trông thông minh hơn thế này. Việc công nhận và hỗ trợ chiến tranh, dù sung sướng hay đau khổ, chỉ có những kẻ lãnh đạo chậm phát triển hoặc điên rồ mới muốn các quốc gia khác đặt căn cứ quân sự. Nếu một ngày nào đó có cơ hội, quốc gia láng giềng là Trung Quốc có thể lớn tiếng hô hào. Tất nhiên, tôi khen lãnh đạo Việt Nam thời đại này mà dám dùng đầu gối để bẻ gãy và không nể mặt dân tộc nào. Thân ái bạn nhé! Những việc Mỹ và người Trung Quốc chiến đấu tại Việt Nam là tất yếu, bởi đó là điểm chiến lược mà cả hai bên đều mong muốn. Nếu giành được, thì Trung Quốc sẽ có rất nhiều khu vực xung đột trên biển. Việt Nam trung lập đến mấy cũng không tránh khỏi hai thằng khốn đó đánh nhau. Trông giống như Thái Lan trong Thế chiến II. Ban đầu tuyên bố trung lập, sau đó ở đâu, Nhật Bản vẫn tìm cách xâm lược cho đến khi Thái Lan phải đồng ý đứng về phía họ, vì nếu không thì tất cả sẽ chết. Việt Nam đã thành Trung Quốc thu nhỏ rồi, họ không thể tách rời. Gần 100% vốn đầu tư vào Việt Nam là của Trung Quốc, bạn sẽ dám chống lại họ? Nó phải như thế này, nó phải như thế này. Tương lai của châu Á là đây. Ồ, thông báo như thế này, chẳng mấy chốc Mong Quốc sẽ hạ gục những chuyến tham quan. Nói đến chính trị quốc tế, họ không có một người bạn thực sự hay một kẻ thù vĩnh viễn nào. Phải như vậy, bởi vì điều quan trọng nhất là sự an toàn, lợi ích của quốc gia và người dân trong quốc gia. Con đường hòa bình của Việt Nam thật khó hiểu. Châu Âu và châu Mỹ chắc chắn sẽ không thích tin tức này. Ngày nay, không ai cần phải thiết lập một căn cứ quân sự ở đất nước của họ cả. Hiện tại, nó đi ngược lại, đó là chiến đấu với nền kinh tế. Hồng quân Trung Quốc từng xâm lược Việt Nam, nhưng tổn thất một lượng quân rất lớn và vội vàng rút quân, chắc là sợ bại trận trước Việt Nam. Bao giờ Thái Lan cũng công bố như Việt Nam, tôi không ngại gì cả. Cho thấy Việt Nam đã đồng ý nhường biển đảo của Việt Nam cho Trung Quốc cưỡng đoạt. Việt Nam đi rất thông minh, hẹn hò với cả Trung Quốc và Mỹ, chỉ để có thể đạt được lợi ích của quốc gia. Điều đó thực sự tuyệt vời. Thông minh nhất từ trước đến nay, đừng trở thành công cụ của bất kỳ ai. Châu Á phải cùng nhau đoàn kết, đừng để phương Tây lập căn cứ quân sự nữa. Phải cùng nhau hợp tác, châu Á mới vững mạnh. Vâng, trên đây là một số bình luận của cộng đồng mạng Thái Lan. Nhưng ngoài ra cũng có không ít những bình luận mang tính kỳ thị, xúc phạm thể chế chính trị của chúng ta. Nên tôi không đưa những bình luận đó vào video này. Dù sao đó cũng chỉ là một số cá nhân nhỏ, chúng ta không nên vì họ mà có cái nhìn không hay về Thái Lan phải không nào? Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy mở phần mô tả, mình sẽ để link video gốc của TNN Online trong đó nhé. Về cơ bản, chúng ta đúng là có vị trí địa lý mang tính chiến lược trong khu vực, nên việc lựa chọn trung lập là chính xác tuyệt đối. Chúng ta càng không nên để bị lợi dụng trong trò chơi chính trị của các nước lớn phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!